Dạ rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh của em nha. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ nghề, đầu câu và một số dụng cụ điện anh em. Anh em lưu ý là điện trên mấy cái máy này là điện 100V ha. Giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Thì đối với hình thức mua bán hôm nay thì anh em nào chuyển khoản đủ em sẽ bao ship nha. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em anh em ha. Rồi lên một số đồ, có hai cái thùng đồ khâu anh em. Và dây điện và một cái mớ đồ nghề thanh lý nè, đó bị người ta bơm ha. Rồi thì bên em dụng cụ điện có nè, máy xăng bơm nước có ha, và máy rửa xe nè, khung nè, máy dây chữa cháy, khoan bàn là có luôn nha anh em. Thì anh em cứ mua gì thì cứ liên hệ em qua số điện thoại hoặc là qua số Zalo 0815072225 nha anh em. Rồi em vô chi tiết từng món anh em. Rồi đầu tiên là mã số 1 của ngày hôm nay nha. Hôm nay là một con bào Hitachi 80 mấy đây, cái này gửi 82 anh em, điện 100V ha. Đây thông số nè, điện 100V, công suất là 460W anh em ha, lưỡi đẹp, máy đã hoạt động em thử điện rồi, hoạt động ok anh em, lưỡi không mẻ nha, dây nhợ zin luôn. Rồi mã số 1 bán anh em 350 nha, số 1 350. Tiếp số 2 nha. Số 2 là một con file anh em. Con này bán cho anh em con file 6 ly của Makita. Con này hoạt động ok, dây zin luôn. Bán anh em 300 ha, số 2 300. Điện 100V, công suất 380W. Đây cử cái đồ còn đầy đủ anh em ha. Rồi số 2 300.000. Tiếp số 3 là một con khoan của Boss gạt mini của Boss ha. Nè, gạt mini nha anh em. Điện 100V, công suất là 620W. Đó, hai chất nha. Khoan và khoan đục đảo chiều trên đây. Dây zin luôn, máy hoạt động ok. Đã test điện rồi. Con này bán cho anh em 600 ha, mã số 3. Số 3 600. Tiếp số 4 một kìm hàng nha, con này 500mA anh em, 500A ha, 500A chứ. Rồi con này bằng đồng nè ha. Rồi 380.000 nha, mã số 4 380k. Tiếp mã số 5 là một cái combo đồ nghề bán 300.000 nè, mọi người ta bơm luôn nè. Combo này khá là nhiều nè, dũa nè, vít nè, lùa đó, đầu búa, chìa khóa, búa nè, hai cái búa nè, ba cái búa nè, keo siliton một nhát, 17, 18, 17, 21 nè, búa bi đó, kềm các kiểu nha, thước góc vít, tiếp mở muri, các ton rồi mỏ lết chị đó mà bị bơm anh em. Thôi 300.000 ha, mã số 1 2 3 4 5. Mã số 5 300k. Tiếp mã số 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cái này ha, bán cho anh em. 9 này bán cho anh em là 280.000 anh em ha. Mã số 6 280.000, dây này 2 mét mấy có nè. Có cùng này hơi dài nè, cái này 3 mét nè. Hai này nói chung là bổ độc là 2 mét rưỡi đi anh em ha. 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi mã số 6 280.000 anh em ha, dây điện mã số 6 280k. Tiếp mã số 7, cái lưỡi này bán cho anh em lưỡi này bán em 50.000 thôi, 50k ha, chuyển khoản đủ bao ship luôn nè. Lưỡi này lưỡi tắc 6 anh em ha, lưỡi một tắc 6 hợp kim luôn ha. Số số 1 2 3 4 5 6 rồi ha. Số 6 là dây điện anh em ha, số 6 dây điện là 280 nè. Số 7 nè, lưỡi cắt nè là 50.000 ha. Số 8 dây điện luôn, 4 cuồng này, 5 cuồng này. 5 cuồng này bán cho anh em 290.000 ha. Số 8 nè, 290.000, dây này dài anh em, dây 4 mét rưỡi không nha. 4 mét rưỡi nè, có cộng này ngắn ha.
Rồi số chú số 1 3 4 5 6 7 2 4 6 7 8 nè, số 8 290.000 anh em. Số 9 nha. Số 9. Số 9 cuộn này cũng là 290.000 luôn ha, dây dài nha. Dây này dài không ạ? Dây 5 dây này chắc 4 m. Dây này hô ra có thể 7 m anh em. Khá khá dài ha. Rồi 4 cuộn này 290.000 mã số 9. Tiếp số 10 là một cái hộp đầu câu. Đầu này bán cho anh em hộp này. Hộp này dây nhợ tùm lum cho ha. Số 10 bán cho anh em 330.000 ha, phao nè. Đó. Các kiểu nè, phao dây chì. Rồi, dây nè. Rồi hộp đầu luôn nha anh em. 330.000 số 10. 330k ha. Tiếp theo số 11 là cái một cái thùng giữ nhiệt cho anh em mình đi câu ha. Thùng này thì nó có đồ nghề trong đây nè. Đây, trong đây là cốc, dĩa đâu nè, cho mình uống nước, đựng đồ ăn gì nè ha. Ngăn này. Rồi, dỡ lên đây thì mình đựng nước đồ đó ha. Nè. Đó, thùng này trong đây em có để đồ nghề trong đây nha. Là một cuộn dây, một cái máy câu. Đây, lâu ra cho anh em nè. Cuộn dây nè, cái máy câu nè. Với phao ha. Lưỡi nè, 1 2 3 4 5 6 cái lưỡi ha. Hai cái kéo, cái dao gọc, cái kéo và cái dao gọc giấy nha anh em ha. Đặc biệt cái thùng như này nè, nó có này nè, nó có một cái bột ăn nha, muỗng, đĩa nè, dao nè. Đây cái dao đó nha anh em. Rồi thùng này bán cho anh em là 800.000 ha, chuyển khoản đủ bao ship luôn anh em. 800k ha. Thùng này bề ngang tầm 30 anh em. 28 30 ha, cao tầm 32 ha. Rồi. Thùng số 11 bán cho anh em 800k nha. 800.000. Đồ này quá đồ luôn. Thùng này hiếm gặp anh em ha. Rồi thùng 11 800. Rồi anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề hoặc là qua số Zalo 0815072225 anh em.